Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức trao khen thưởng đột xuất học sinh giỏi, sống tốt cho em Nguyễn Đức An, học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa, xã Hồ Nai 3, có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Trong kỳ thi tuyển sinh vào 10, trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức, em Nguyễn Đức An đạt tổng điểm chuyên 47,50. Em là một trong những thí sinh có điểm cao nhất kỳ thi và là thủ khoa toán của trường trung học phổ thông chuyên Lương Thế Bình. Trước đó, em đã đậu vào lớp chuyên toán của trường phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Đức An còn là thí sinh trường tư thục đầu tiên của tỉnh đậu thủ khoa chuyên toán vào hai trường này. Tại buổi khen thưởng, em Nguyễn Đức An đã nhận được giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom và tiền thưởng cùng những lời động viên và chúc mừng từ lãnh đạo huyện.